Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là tài khoản tôi cứu cho khách hàng trên thị trường. Và đây cũng là một người mà thì nhà theo dõi tôi rất là lâu ở trên thị trường giao dịch về Forex này. Thế nên thì nhà khi mà họ xảy ra vấn đề, thế nên tôi đã thì nhà trực tiếp vào giao dịch và hỗ trợ họ cứu tài khoản. Nói chung là đây cũng là trong thời gian mà tôi rảnh thì tôi mới cầm tài khoản, chứ thực ra tài khoản nhỏ thì tôi sẽ không có cầm mà để mà tôi giao dịch cứu tài khoản đâu nhé. Thì đấy, chia sẻ hẳn nhà đầu tư. Và thì nhà tài khoản này hôm vừa rồi tôi có đánh lên là khoảng tầm 1.600 gần 1.700 đó, tôi đã cho họ rút ra bên ngoài là khoảng 800 đô nhé, để lại 800 đô trên thị trường, bây giờ tiếp tục lên 1.900. Và đây là những cái mà mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ khi trải nghiệm thực tế với cả những gì mà tôi chia sẻ trên thị trường. Và tài khoản này mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ là cả cái quá trình mà tôi giao dịch đây, từ tôi cầm có 2 hôm thôi thì từ 400 đô và tôi giao dịch lên cho đến ngày hôm nay. Đó, mọi người có thể xem rõ cả quá trình này. Thì mới đầu thì tôi cũng không có show cái tài khoản này ra bên ngoài tôi, tại vì tôi cũng thích giới thiệu về những sàn Forex đều. Đây cũng là một trong những sàn Forex đều trên thị trường. Đó, nhìn nhận và đánh giá. Thì tài khoản này mới đầu thì tôi cầm chỉ có 400 đô thôi. Đó, thì bắt đầu đi lệnh trên thị trường, ở trên thị trường. Và thì nhà tài khoản bắt đầu lên dần, Tế trên thị trường. Đó, đây là lệnh đầu tiên ở trên thị trường và tiếp tục lệnh kế tiếp ở trên thị trường. Thì mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ, giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị trực tiếp chứng minh ở trên thị trường về đầu tư Forex. Người duy nhất. Rồi, tôi sẽ cho nhà đầu tư xem rõ. Đây, cứu tài khoản kế tiếp nha, của bên trung tâm đào tạo Forex. Đó, đây là tài khoản kế tiếp tôi cứu trên thị trường và tài khoản đã lên đến 1.200. Ở nhà đầu tư có thể thấy rõ, đây là lộ, đó, đúng tài khoản, đúng số tài khoản và mở trên sàn đều này. Đó, tôi có sàn đôi đều này tôi đã chia sẻ nhiều. Và anh em xem tôi cứu dần lên và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này. Và vừa nãy tài khoản này là nhà lúc chưa rút tiền tôi có bay lên thị trường nha, giao dịch Forex này mọi nhà chia sẻ thể thấy minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chứng giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian đó, nhiều tháng qua từ và bây giờ tôi đã cho rút tiền ra khỏi trên thị trường, là tôi cho rút ra khoảng 800 đô trên thị trường và người đó trực tiếp đã rút tiền và bố cho tôi xem. Thì tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn nhìn nhận đánh giá trên thị trường hãy đi chậm lại. Và đây là lịch sử của cái tài khoản này để mời nhà đầu tư xem để mà đánh giá rõ. Và thì nhờ tôi giao dịch vận dụng, họ mới giao tôi cách đây có 2 ngày thôi. Và thì nhờ họ nạp tiền vào ngày 6 tháng 2 đó, tức ngày 6 Tết, và bắt đầu họ đánh. Thì họ đánh chết rất là nhiều nhé, và tôi phải vào điều phối lệnh ở trên thị trường cho nhà đầu tư xem. Bản thân các bạn khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường về đầu tư Forex, các bạn nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá, để thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Không có chuyện chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, chúng ta chỉ nghe bọn nó nói, hoặc là chúng ta nghe bọn nó phân tích về xu hướng, nghe bọn nó đọc lệnh trên thị trường, đây là điều hoàn toàn sai trái. Bản thân các bạn khi muốn giao dịch, nhìn nhận vấn đề thì hãy đi vào trong thực tế để làm sao hiểu rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường về đầu tư Forex này. Đây, mời nhà đầu tư xem xét và các bạn tự đưa ra cho các bạn những giá trị thực tiễn trên thị trường để các bạn nhìn nhận cho rõ về trên thị trường giao dịch Forex này. Đó, ngày 6 họ tháng 2 là 6 Tết, họ bắt đầu nạp vào, họ đánh còn có 400 đô thôi nha. Và bắt đầu tôi điều phối lệnh trên thị trường và tôi giao dịch, và tôi khi mà tôi sell ở trên đỉnh thì nhà đầu tư cũng có thể thấy rõ đây. Lệnh tôi đang sell trên đỉnh đây ở trên thị trường và để chia sẻ đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư xem lệnh tôi đã cắt điều tiết lệnh lại trên thị trường để làm sao chia sẻ thực tế cho cộng đồng và cũng nhìn nhận về rõ về những giá trị này. Và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ tôi đã cắt lệnh và tôi đã cắt lệnh bay lên và tôi giảm trừ khối lượng xuống và giao lại tài khoản cho bản thân họ ở trên thị trường, và tôi sell ngay đỉnh vừa hôm qua thì đấy, để mọi người cùng nhìn nhận cùng đánh giá. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ đây là cả quá trình rất là dài mà bản thân tôi hay bản thân bất kỳ một ai đó trên thị trường khi đứng ra ngoài chia sẻ cần phải thực tế để nhà chứng minh, cần phải thực tế chia sẻ có cơ sở, phải có giá trị để cho nhà đầu tư nhìn nhận trên thị trường. Và tôi luôn luôn chứng minh bằng thực tiễn cho cả quá trình mà bản thân tôi giao dịch trên thị trường, học viên đồng hành và nhìn nhận
thấy rõ về những giá trị thực tiễn này. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì học viên của tôi ở các nơi bắt đầu lại tập trung về để cùng tôi trải nghiệm, cùng tôi giao dịch thực tế và cùng tôi trực tuyến giao dịch, trực tiếp giao dịch thực tế. Và trong năm 2022 này, tất cả những ai học ở bên trung tâm đào tạo Forex sẽ tập trung tại biệt thự của bản thân tôi, sẽ hàng ngày sẽ ngồi chơi live thực tiễn 24/24 nha. Thì đấy, tôi chia sẻ hẳn cả nhà đầu tư, bắt đầu từ năm 2022 này không còn có chuyện là gì nhỉ, đi học xong rồi đi về giống như mấy bữa trước, hoặc là gì nhỉ, ai thích ở lại sẽ ở lại trong biệt thự của bản thân tôi và gì nhỉ, cùng tôi giao dịch 24/24 nha. Bởi vì dưới này rất là rộng rãi và thoải mái, có chỗ cho anh em ở lại nha. Thì đấy, thì tôi chia sẻ hẳn. Và ngày xưa thì tôi ở trong quận nhất hay ở quận 10, thế nên nó còn nhỏ, thế nên chỉ có ngồi giao dịch đến tối thôi. Và bây giờ sẽ có những cái buổi mà đánh tin buổi khuya, FOMC, tất cả các thứ bọn bên trung tâm đào tạo Forex, và bản thân tôi là người đứng ra chia sẻ trên thị trường sẽ phải có trách nhiệm chứng minh, cũng giống như khi mà tôi cứu tài khoản cho khách hàng đây ở trên thị trường và đây, thì tôi đều giao dịch thực tế cho học viên của bạn tôi nhìn nhận và đánh giá rõ về cả quá trình này trên thị trường đó. Thì các bạn thấy rõ đó, tôi cứu trong vòng 2 ngày từ 400 đô lên 1.600 và tiếp tục tài khoản nhảy ra tiền ở trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tham gia vào thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại, nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá, hiểu rõ về những giá trị thực tế trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính giá trị giao dịch thực tế. Và xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng mọi nhà đầu tư hiểu rõ về những gì chúng tôi đang chia sẻ. Chào Nguyễn Ninh nha. Đó, thì đấy, tôi gửi lời chào và chúc Tết đến mọi người và mong mọi người năm mới gặt hái nhiều giá trị thành công trên thị trường. Kia mở cửa cho thằng ấy rồi. Đó, thì các bạn thấy rõ học viên của tôi các nơi bắt đầu về đấy. Anh em đang tập trung ở đây. Thì hôm nay bắt đầu chính thức tôi đấy. Đó. Đây là cụ Thái, đây là cụ Tú. Thái thì đi với cả tôi, Thái mấy Tú đi với cả tôi từ 2018 nha. Đó, đây là Tú, còn đây là Thái. Đó. Thì bắt đầu từ năm nay thì anh em, bây giờ anh em ở đây là trực tiếp chơi live cả bản thân tôi hết nha. Hôm nay FOMC buổi đêm 2 giờ thì bọn tôi sẽ ngồi trực tiếp giao dịch nha. Rồi. Đó, em Thái mới ở ngoài miền Trung vào trong này trực tiếp mình cả tôi, còn em Tú thì ở trong Sài Gòn rồi. Thì cũng đồng hành cả tôi, hai anh em này đi cùng cả tôi từ 2018. Xin chào mọi nhà đầu tư tài khoản tôi cứu, show full hết nha.